Em thấy một người phụ nữ mà trải qua những cuộc đời khổ như vậy, khóc đến mức độ mà những mắt như là sưng, khóc đến mức độ mà cái gối nó ướt đẫm hàng đêm, chúng ta thấy còn biết bao nhiêu những cảnh khổ như vậy. Chúa còn đau hơn nhiều, còn buồn hơn nhiều. Còn chị sao? Chồng chị sao rồi? Chồng còn không? Còn à. Chồng con còn à. Có thương không? Có à. Bao nhiêu năm sống với nhau rồi? Dạ, chúng con 50 năm sống với nhau rồi. À, bao nhiêu tuổi? 71 tuổi. À. Thế chị được ơn gì? Con là ơn là con rất nhiều bệnh, nên là Chúa thương là chú ban cho con là con là rất bệnh cao huyết áp này, bệnh tiểu đường và bệnh mỡ máu, rồi lại sạc như vậy, cho nên là con rất là khổ. Con lúc mà con bỏ không đi được, thế nhưng mà con qua con lời cầu nguyện của mấy Chúa thì Chúa là bây giờ cất hết bệnh tật cho con và con khỏi. Alleluia. Sao chị biết được giáo điểm thì mừng đến cầu nguyện mà để Chúa cất cho những căn bệnh nan y như vậy? Dạ, vì con thì được cái đứa em con nó cho cái đài, thế là con về con nghe và con cứ nghe suốt. Thế xong rồi thì con cầu nguyện với Chúa và Chúa ban ơn cho con. Thế còn chồng con thì cũng qua vừa rồi là rất nhiều chứng bệnh, là bệnh hen, bệnh xiễm và bệnh tắc nghẽn cổ họng. Thế nhưng mà con qua lời cầu nguyện và thì của con thì Chúa đã cất đi cho con, chồng con là bệnh khoảng 80% rồi. Thế hôm nay là cũng ở nhà để trong nhà cho con vào đây tạ ơn Chúa. Dạ, con ở Hải Dương, ở giáo phận Hải Phòng. Mà đi từ ngoài Hải Phòng qua đây. Vâng, tôi gửi tặng cho chị ý nha. Về gửi cho chồng cái máy 365 bài giảng. Anh ấy coi nhà để cho vợ đi và từ ngoài Hải Phòng vào đây để làm chứng cho Chúa, để cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa và cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Rồi, xin mời con. Ông, em đây.